Dạ vâng, xin chào các bạn. Chào những anh em chuyên về đồ họa, những bạn chuyên về render, những bạn cần về thiết kế về đồ họa chuyên nghiệp, những bạn sinh viên mới ra trường mà chúng ta đang chuẩn bị cần một công việc. Chúng ta cần một cái máy sử dụng về phục vụ cho công việc của chúng ta và mới một phân khúc khoảng chừng 10 triệu. Chúng ta cần mua một cái máy khoảng chừng là 10 triệu để phục vụ về công việc đồ họa. Đồ họa chuyên nghiệp luôn. Thì nếu như mà phân khúc giá 10 triệu thì chắc chắn các bạn sẽ mua những cái máy về đồ họa chuyên nghiệp rất là khó. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra một dòng máy, đó chính là dòng máy HP ZBook. Gọi là đây là dòng máy chạm ha. HP ZBook G2 15G2 đây các bạn. Thưa các bạn, đây là dòng máy chạm. Cái máy chuyên về dùng đó để cho mình về chuyên về render, chuyên về xử lý về đồ họa. Một cái máy về như là cực kỳ chắc chắn và bền bỉ. Đây, thưa các bạn, đây là dòng máy HP ZBook G2 15G2 ha. Thì đây, thì hôm nay mình sẽ đưa ra về cấu hình của máy này. Một cái máy mà coi như là chúng ta nhìn thấy là chuyên về dòng workstation. Nó là dòng máy chạm ha, dòng máy workstation. Đó. Về thiết kế, về cấu hình, những cái máy mà có thể là chúng ta có thể là render. Đây, cái mã máy của nó đây. Đó. HP ZBook 15 ha. 15 nó sẽ có dòng G1 và G2. Thì sẵn đây chút xíu mình sẽ đưa ra sơ lược ra để chúng ta hình dung được là dòng G1 hoặc là dòng G2 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ review toàn bộ về máy để mời các bạn cùng xem. Đây, thứ nhất là dòng về như là chúng ta nhìn thấy là về phía trước. Phía trước đây là gồm những là hợp kim nhôm magie, xung quanh sẽ là cao su non, gồm như là những sợi carbon rất là chắc chắn đây các bạn. Đây, cảm giác đường viền mình sờ vô rất là mát tay. Còn trên đây là sẽ là hợp kim nhôm magie. Đó, cực kỳ mát, giải nhiệt rất tốt. Đó là về phía trước. Và các bạn sẽ nhìn thấy về bản lề nè. Bản lề đây gọi là bản lề mở, cho phép chúng ta mở ra mở vô nè, lên tới là 180 độ, thấy không? Đây, bây giờ mà chúng ta sẽ nhìn thấy view lên đây. Đó, 180 độ ha. Thì bây giờ đây là đối với dòng bản lề này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó cực kỳ chắc chắn nha. Đó. Nhu cầu làm việc các bạn có thể là mở ra 180 độ đều được. Logo HP của dòng HP ZBook 15 G1 và G2 nó sẽ là logo màu đen. Đây là dòng HP ZBook 15G2 ha. Rồi, về phía đằng sau. Thưa các bạn, về phía đằng sau đây để mời các bạn xem. Phía đằng sau thì nó sẽ có những cái như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ nhìn thấy nè. Ở đây nó sẽ có về gì đây? Đây là cổng USB 3.0. Thấy chưa? Và đây là những con ốc. Đó, và nó nổi lên về như là logo của HP đây. Đây là vị trí gắn về sạc. Sạc đây các bạn sẽ sử dụng về sạc gì đây? Sạc của nó rất là lớn. Đây, thưa các bạn, dòng HP ZBook, HP ZBook 15 ha. Thì cái sạc của nó lên tới sử dụng là cực kỳ lớn. Đây, của sạc của nó đây. Chúng ta nhìn thấy là hình chữ nhật ha. Sạc dẹp slim. Đó, dây cực kỳ lớn. Và đối với sạc này các bạn sẽ nhìn thấy về số watt nè. Nó là 19,5V, 10.3A và 200W. Đối với dòng workstation thì các bạn đòi hỏi chúng ta nhìn thấy là nó là có cái khả năng về cạc rời độc lập. Nó rất ngốn về, nó cần về sạc về xịn và ổn định. Thì đây, sạc riêng theo máy nó phải là sạc tốt. Đó. Thì đó là cái về sạc. Trong đất sạc của nó đang sử dụng về nguồn sạc của nó đây. Đây các bạn. Đất sạc là sạc tròn của HP ha, giống như thằng Dell. Nhưng mà kim sạc nó xe khác. Đây là vị trí về gắn về RJ45 hay gọi là cổng LAN ha. Đó, gigabit. Rồi về phía trước. Bên hông bên đây các bạn sẽ nhìn thấy nè, nó sẽ có nè. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy đây là gì đây? Nó sẽ có về hốc tản nhiệt. Đây hốc tản nhiệt đây. Thấy chưa? Đây là cổng USB. Đây là cổng thu bút nè. Đó. À, đây là cổng display board. Xuất ra về màn hình chuẩn 4K. Được chưa?
nó tốt hơn cả HDMI nữa. Rồi tiếp tục đây, các bạn sẽ nhìn thấy đây là vị trí về như là gắn về cặp mở rộng, cặp lớn. Rồi qua bên hông bên đây, thưa các bạn sẽ nhìn thấy bên hông bên đây nè, nó sẽ có những cái như sau. Đây là vị trí về cổng Vega, nó cho phép cho chúng ta, rất cần cho những anh em về kỹ thuật xuất ra về màn hình lớn, hoặc là dành cho chúng ta trong quá trình chúng ta hội họp đó, hoặc là về bên kia là sẽ có cổng display board xuất ra màn hình luôn ha. Và dòng này vẫn là còn về như là có ổ quang, và khả năng chúng ta nâng cấp ổ cứng nằm ở đây vẫn được ha. Đây là cổng USB 3.0, và đây vị trí về mic 3.5 đó, và đây là thẻ nhớ về SD, các bạn sẽ gắn được ở đây. Đây bây giờ phía trước các bạn sẽ nhìn thấy nè, cái dòng này chúng ta nhìn thấy nó sẽ có còn một cái khe nè, thấy không, nó dòng lượng đây, các bạn sẽ mở ra nè, nó dễ dàng thôi, và bản lề này rất là chắc chắn, rất là cứng cáp. Một cái máy mà chúng ta nhìn thấy nó rất là đầm, rất là chắc, với một kinh nặng nó khoảng chừng nhiêu các bạn, gần 3 kg ha, khá là chắc. Dòng workstation, những cái máy mà nếu như mà chúng ta nhìn thấy phân khúc khoảng chừng 10 triệu mà để chúng ta đi mua một cái máy xử lý đồ họa, nhiều khi chúng ta đi mua một cái máy có xử lý đồ họa nhưng có thể là nó không xử lý được theo như mong muốn của bạn. Nếu như cái công việc của bạn cần về render, cần về xử lý về mặt với một phân khúc giá tiền thấp, thì lúc đó cái máy mà chúng ta lựa chọn nhiều khi chỉ được là Core i3 hoặc là i5, hoặc là những dòng máy chỉ là CPU, nó chỉ là 2 nhân và là 4 luồng, thì chắc chắn là để mà xử lý về đồ họa chắc chắn là rất là khó. Nhưng đối với dòng máy đây, nó đang xử lý về CPU khá là mạnh, về cạo hình xử lý khá là tốt, thì trên đây các bạn sẽ nhìn thấy về cấu hình của nó cũng cực kỳ tốt các bạn đó. Bây giờ mình sẽ đưa ra review về bên trong và đưa ra về cấu hình. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy về bàn phím đây. Thưa các bạn, bàn phím này nó sẽ có một cái bàn phím số. Thì vì đây là dòng màn hình là 15,6 inch nên có hỗ trợ về bàn phím số. Đây là dãy về loa. Loa đây các bạn. Đó. Còn đây là vị trí về wifi nè. Thấy không? Và đây là vị trí về tách loa và mở loa. Đó. Đây là vị trí về phím nút nguồn. Và đối với bàn phím này các bạn sẽ nhìn thấy là gõ nè, rất là êm, rất là chắc chắn. Đấy. Và touchpad này các bạn sờ lướt cũng rất là nhẹ nhàng, rất là mượt. Trên là về touchpad. Và thực tại trên đây các bạn sẽ nhìn thấy là đây là dòng Core i7 thế hệ thứ tư, nhưng mà nó đang được trang bị nó là sao các bạn? 4 nhân và là 8 luồng, hay còn gọi là 8 CPU. Ngay cả như những một số con về như là Core i7 mà thế hệ thứ 6, thứ 7 nhiều khi chưa chắc chạy qua được dòng này, cũng có khi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra về cấu hình để mời các bạn cùng xem nha. Đây thưa các bạn, đây là cấu hình của nó đây. Cấu hình của máy này đang được trang bị đó chính là Core i7-4810MQ. Và đối dòng 4810MQ này đang hỗ trợ là 2GB 8, 8 CPU, xử lý coi như là những cái phần mềm mà chúng ta cần về render, những cái công việc như là xử lý về như là cần về như là nhiều CPU, thì đây có thể là một cái dòng máy có thể là phù hợp đó các bạn, trong phân khúc khoảng gần 10 triệu. Đó. Đó là về cấu hình. Và cạc màn hình. Cạc màn hình ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là đang hỗ trợ về cạc màn hình, đó chính là hai cạc màn hình HD Graphics 4600 và cạc màn hình thứ hai nữa là NVIDIA Quadro K1001. Dòng K1001 cho phép chúng ta xử lý về khả năng xử lý về đồ họa độc lập, và cái cạc rời xử lý rất là tốt. Với ổ cứng của nó đang được trang bị đó chính là ổ cứng SSD 256GB. Khả năng lưu trữ được ha. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa các bạn nhìn thấy về cấu hình của nó đây. Bên đây sẽ là Core i7 nè. Đó. Đó, đây là cấu hình ở đây. Core i7-4810MQ. RAM 8GB. Và đối dòng máy này chúng ta nhìn thấy là có thể up to lên tới là 32GB RAM. Đó. Trên đây. Và cạc màn hình nó sẽ hỗ trợ hai cạc màn hình. Cạc màn hình thứ nhất là HD Graphics 4600. Nó đang share lên tới là 2GB. Cạc màn hình thứ hai là display, nó sẽ là NVIDIA Quadro
K1001. Và đối với cặp hình này chúng ta nhìn thấy đang là 2GB, xe 4GB sẽ là 6GB. Nó khả năng về xử lý về đồ họa cũng khá là mượt, và chúng ta để rồi đòi hỏi chúng ta chạy về xuyên suốt dòng này khá về ổn định. Và đối với chúng ta nhìn thấy dòng này sẽ có về webcam nằm trên đây. Rồi, thưa các bạn, đó là về cơ bản về một dòng máy là như thế. Các bạn nhìn thấy đây là bàn phím có LED không? Cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Đó, khá là dễ dàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở về phía bên hông. Dòng HP này nó đưa ra thiết kế rất là độc đáo, rất là chắc chắn các bạn. Đó, và cực kỳ thông minh, cực kỳ dễ mở luôn. Bây giờ đây, các bạn sẽ nhìn thấy nè. Ở đây mình sẽ tháo ra ha. Đó, trên đây các bạn sẽ nhìn thấy là cái ngàm của pin nè. Đây, ngàm pin đây. Đây, các bạn muốn tháo vị pin ra, các bạn sẽ cầm nhấc ra như này và chúng ta tháo ra được một cục pin nè, thấy không? Và tiếp tục nữa, chúng ta muốn tháo được cái lẫy này ra, nhấc vào đây và kéo xuống nè, thấy chưa? Thì đó là về chúng ta nhìn thấy là cái cách về chúng ta tháo cực kỳ dễ. Rồi chúng ta nhấc ra cái nắp nè. Đây, thưa các bạn, đây là dòng máy mà gần như thiết kế là khá là độc đáo, rất là chắc chắn. Kể cả như là chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có hai khe RAM đó. Đây là vị trí số 1 nè, qua đây vị trí số 2. Bên kia là nó sẽ có số 3, số 4. Là cho phép dòng máy này cho phép gánh được là tới 4 khe RAM. Và mỗi một khe chúng ta gánh được 8GB. Đó, tổng cộng là 32GB RAM. Và vị trí đây là ổ cứng, ổ đi cứng nha. Đó. Và đây là vị trí về gì đây các bạn? Đây là vị trí về Wi-Fi chuẩn AC. Vị trí đây là ổ quang. Và nếu chúng ta có thể gánh được là cái chuẩn, nhiều bạn biết được là phân biệt đó là HP ZBook G1 hay G2, các bạn dựa vào những cái khe cắm ở đây. Nếu như mà chuẩn mà 2 SATA thì chắc chắn đây sẽ là G2, còn nếu M SATA nó sẽ là G1. Đó, thì đây là chính là phiên bản G2 ha, được chưa? Và tiếp tục nữa, các bạn nhìn thấy ổ cứng, ổ cứng nằm đây thì nó rất dễ dàng nâng cấp. Đó, thì đối dòng máy này các bạn nhìn thấy là sao các bạn? Có hai cái khe RAM nó nằm ở dưới mặt phím, nằm dưới bàn phím. Dòng máy này mà chúng ta muốn tháo bàn phím ra cũng dễ dàng thôi các bạn. Vị trí nào nó báo về như là bàn phím, biểu tượng bàn phím á. Đây nè, ví dụ đây biểu tượng bàn phím nè. Thế đây biểu tượng bàn phím nè. Thì lúc đó các bạn sẽ dễ dàng chúng ta tháo ra thôi. Đây ha. Đó. Rồi, đây là mình sẽ đóng nắp lại để mời các bạn mình có thể là xin tạm dừng clip ở đây. Ngoài thông tin về như là review xung quanh như thế này, các bạn có những câu hỏi nào chúng ta có thể là đặt câu hỏi ở đây, mình sẽ giải đáp. Rồi, mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể liên hệ là 0922 422 422. Đó là về số điện thoại. Và nếu như địa chỉ nó sẽ là 159 Nguyễn Tất Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Những bạn nào quan tâm về như là cái dòng máy phân khúc khoảng chừng 10 triệu và cần về máy chạm thì chắc chắn đây là dòng những dòng mà chúng ta nhìn thấy là nó sẽ là tối ưu. Đó. Thì đó là chính là dòng xài bền, trâu và cực tốt. 9 triệu mấy đến hơn 10 triệu. Đó là cấu hình về HP ZBook G2. Đẳng cấp luôn các bạn. Rồi, các bạn nhớ like, share, subscribe clip của mình nha. Các bạn nhớ xem thì nhớ cho mình xin một đăng ký. Rồi, clip mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình. Xin chào, hẹn gặp lại. Đăng ký để theo dõi những clip tiếp theo của mình nha. Rồi, xin chào.